Như vậy mọi người ngồi đây là có ở bên kia hết à, tức là ở gì hả? Tức là mình thống nhất việc thi cử đấy. Mình như bên kia mình quyết định là mình sẽ về nhà thi và có 10 câu ABCD mình tự chọn, và thầy là ngược đời với người khác, mấy người khác, mấy thầy khác đây là ôn xong mới thi, còn thầy thi xong mới ôn. Nó chỉ vậy thôi, ngắn gọn vậy thôi. Bởi vì bây giờ thầy nó dạy xong cái nó đi hết rồi, không còn nhớ gì nữa, cho nên là nhờ mọi người ôn lại cho thầy. Không, nhưng mà nhưng mà bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, mấy lại 14, cái nào hơn? Như vậy là 14 phải hơn chứ, 14 này 14 hơn thầy, cho nên 14 người lo ôn cho thầy. Mình tiếp tục với tâm đạo. Mình đang tiếp tục tâm đạo. Như vậy là mình đã biết rất rõ hai cái quán là duyên khởi. Và vô ngã. Và tất nhiên mà gộp cả hai cái nữa vào thì cả duyên khởi, cả vô ngã. Như này chúng ta thấy là ở đây ấy, sở dĩ mà mình nhắm vào hai cái này thôi ấy, thì tất nhiên đấy là trong cái phép quán để mà đưa đến tâm đạo. Tâm đạo tức là tâm của bậc thánh á, thì nó có nhiều con đường khác nhau, có rất nhiều con đường để đi. Nhưng mà giống như trong kinh Tứ Niệm Xứ mình có một cái câu là Tứ Niệm Xứ là con đường thẳng để đưa chúng ta vượt khỏi sầu ưu chứng trí niết bàn á, thì cái này nó cũng là con đường thẳng. Đường thẳng hay đường tắt á. Đường tắt tức là không có vòng vò, đi thẳng vào mục tiêu. Tức là đường thẳng hay đường tắt ở đây ý muốn nói rằng là cái này là cái mục tiêu thẳng luôn á. Ví dụ mình cái ngã rẽ của mình là ví dụ như là mình phải bố thí rồi trì giới vân vân, thì những cái này được gọi là ngã rẽ. Mà mình thì mình phải cần ngã rẽ là bởi vì mình chưa đủ khả năng để đi thẳng vào cái mục tiêu này hết. Bởi vì như lần trước mình có phân tích từ đấy, mình phân tích vào vô ngã thì mình sẽ đạt được tâm giải thoát. Còn cái này mình sẽ đạt được tuệ giải thoát. Còn những cái anh này là những cái anh mà bổ trợ cho nó, bổ trợ cho những cái anh này. Tất nhiên nói là bổ trợ thôi nhưng mà nó cũng rất là quan trọng, bởi vì nó thứ nhất đấy là nó đang phù hợp với mình để mình nỗ lực, mình làm những cái này để cho nó hiển bày những cái này. Và trong khi mà mình làm những cái này ấy, là đôi khi mình có thể giác ngộ ngay từ ở chỗ này thôi, chứ không cần phải đi đến cái này nữa cũng được nữa. Giác ngộ nó có thể xảy ra bất cứ trường hợp nào, bất cứ ở nơi nào và bất cứ hoàn cảnh nào, chứ không nhất thiết là mình. Tất nhiên là Đức Phật có dạy nó là cái con đường tiệm tu. Tiệm tu tức là tiến từ từ, từng bước một. Nhưng mà trong cái quá trình đó, nó cũng có những trường hợp, tức là nhiều khi không đi hết con đường đó, mà nó cũng có thể giác ngộ. Lát nữa mình đi vào chỗ các bậc thánh nhân, mình sẽ thấy cái điều đó. Thì ở đây, tức là quán hai cái này, đối với vi diệu pháp, tức là mình tu tập về tâm ấy, cho nên là lúc này vi diệu pháp thì là môn học cũng đã cao, tức là khả năng của mình cũng đã tương đối, cho nên nhắm vào hai cái này là nhắm vào hai cái mục tiêu mà đi thẳng vào cái vấn đề, giống như được gọi là mình đi thẳng vào vấn đề chứ mình không có đi vòng vo. Như vậy là mình trong khi nghiên cứu về tâm đạo mình đã thấy được cả đề mục ấy. Nói cái khác đây chính là cái đề mục, và mình đã phân tích xong được cái tiến trình tâm gồm có 6 hoặc là 7 sát na tâm. Tất nhiên là để mà có được 6, 7 sát na tâm đó thì mình đã nghiên cứu xong 9 cái tuệ. 9 cái tuệ đó để cho mình sinh ra cái tâm nhàm chán, tâm muốn xuất ly,
Và cái tâm xả hành tức là mình bình lặng với tất cả ham muốn của thế gian, thì lúc này hai cái này nó hiển bày, tức là nó thâm nhập vào mình, nó trở thành là cái đối tượng, là hình dung với khái niệm ở trong đầu mình rồi, nó không còn ở bên ngoài nữa. Thì lúc đấy là nó hiển bày rõ ràng, và như vậy là mình quán vào đây nó sẽ xảy ra cái sát na gọi là thuận thứ và chuyển tánh, là mình đắc được tâm đạo thôi. Thì đó là những cái mà chúng ta đã học xong, thì tạm thời là chúng ta đã biết được cái đối tượng này này, tức là biết được đề mục để tu tập, biết được quá trình luyện tâm như thế nào với cái đề mục này rồi, và chúng ta đã biết được cái quá trình, cái tiến trình tâm nó xảy ra như thế nào rồi. Tức là cái này là mình đã mon men với bậc thánh rồi đó. Bây giờ đây á, chữ này chữ thư pháp. Tâm giải thoát đó nè. Tức là mình quán vô ngã thì được tâm giải thoát. Viết tắt thôi. Cái này mình nói rồi mà. Còn cái này quán duyên khởi thì mình được tuệ giải thoát. Nó có ba giải thoát đấy. Còn một cái nữa là câu phần giải thoát. Hôm nọ mình có nói rồi. Thì như vậy là mình sơ kết lại. Bây giờ mình biết được, trước đây thì mình đã biết được phàm như thế nào rồi. Bây giờ mình tạm mình biết thánh như nào rồi. Bây giờ mình phân biệt một cái nữa là sự khác nhau giữa tâm ấy, tức là sự khác nhau giữa phàm phu và bậc thánh như nào. Tức là ở đây mình muốn phân biệt sự khác nhau, đây là phân biệt sự chi phối của nó. Cái gì chi phối khiến chúng ta trở thành phàm phu? Chi phối từ 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 lát nữa mình sang bậc thánh nhân, mình sẽ thấy là mình tìm ra cái ràng buộc hay là trói buộc. Thì phàm phu là bị những cái này, còn bậc thánh nhân là không bị những cái này, tức là không bị trói buộc nữa. Khi mình thấy sự chi phối thì mình sẽ lần ra cái sự ràng buộc, trói buộc nó từ đâu. Thì ở đây chúng ta thấy được phàm phu với bậc thánh nhân nó khác nhau ở cái điểm nào. Thì cái gì điều động chúng ta, khiến chúng ta phải sinh tử luân hồi phàm phu? Cái gì giúp cho chúng ta cắt đứt mọi ràng buộc, trói buộc, mọi chi phối, trở thành bậc thánh nhân? Vô minh tham ái, đấy là cái nhân. Còn cái mà ràng buộc chúng ta, tức là điều phối chúng ta, kiết sử, là những cái trên thực tế nó là trói buộc rồi, mình sẽ đi lần lần. Cái đấy là mình tìm ra cái kết quả nhanh quá. Trên thực tế chúng ta thấy là phàm phu được chi phối hay là được điều động bởi nghiệp. Để thánh như vậy không còn nghiệp, tức là bị điều động chi, tức là không phải bị mà điều động chi phối bởi cái gì? Tâm tố, tức là ngày sinh ra để hoạt động là cái gì thôi, chứ còn đang nói là điều động bởi cái gì thì mới có thể trở thành bậc thánh được. Là đúng rồi, mình có trí tuệ kim cương cắt đứt mọi phiền não, mà cắt đứt mọi phiền não tức là cắt đứt mọi nghiệp đấy, thì cái đó là trí. Đó là hai cái khác biệt giữa phàm phu và bậc thánh, chỉ đơn giản vậy thôi. Trí tức là để mà triệt tiêu nghiệp. Hay như kinh Kim Cang mình gọi là cắt đứt trí tuệ kim cương, trí tuệ bát nhã, cắt đứt mọi nghiệp chướng. Thì khi mà cắt đứt mọi nghiệp rồi thì mình sẽ trở thành là sống bằng tâm hành. Cái này là cái hệ quả của nó. Thường thường là mình thấy cái quả không à? Nhưng mình không thấy nhân. Mình thấy cái nào ngon lành nhất thì mình xài trước đó. Nhưng mà mình không thấy là để mà làm được cái đó, để mà có được cái đó thì mình phải có cái này. Và như vậy chúng ta thấy là một bên điều động bởi nghiệp, một bên là điều động bởi trí. Trí đây là trí tứ đế, trí của giải thoát chứ không phải trí của thế gian. Là được rồi ha.
À, như vậy là mình quay trở lại, mình thấy là như vừa nãy con nói là mình thấy đi nhanh hơn một bước thôi. Như vậy chúng ta thấy là quay trở lại lúc đầu mình học về tâm đạo nên mở ra hai con đường. Con đường thứ nhất là của ái dục. Ái dục hay là tham ạ. Và cái nhiệm vụ của chúng ta học tâm đạo tức là chúng ta phải đoạn nó. Ái dục tức là nó thiên về ái, ái thì nó thiên về cái ngã của mình thôi. Do đó, do như lần trước có nói tức là thường thường ấy, khi mà mình chưa giác ngộ ấy, thì mình nhìn sự vật như nào theo như mình thấy. Còn người giác ngộ là nhìn sự vật như nó là, cho nên là mình đeo cái cặp kính của ngã, mình gọi là kính màu đó. Cho nên là sự vật nó biến đổi, do đó cái kết quả của nó là gì? Mình nhìn sao? À, tất nhiên là sai lầm rồi. Mình nhìn nó tức là mình nhìn không có trung thực. Không trung thực tức là gì? Tức là mình đang nói dối. Mình nhìn với cái cặp kính của mình tức là mình đang nói dối. Nói dối tức là ví dụ như là cái người đó là cái người mà rất là tốt, tức là tốt theo cái nghĩa của họ, nhưng mà mình nhìn với họ ấy là mình đánh giá cái người tốt đó là mình đánh giá một cách không có trung thực, đánh giá theo cái quan điểm của mình. Tức là mình sẽ nêm nếm thêm cái này, nêm nếm thêm cái kia, mình quý họ thì mình tâng bốc họ lên. Ví dụ họ có 5 thì mình cho thành 6, 7, 8, 9, 10. Còn mình không thích họ ấy thì đáng lẽ họ 10 ấy mình chỉ còn có 3 thôi. Thì cũng tốt, cũng vẫn còn tốt bởi vì là không phủ nhận được mà. Nhưng mà mình sẽ nhìn nó không trung thực, nhìn theo cái quan điểm của mình. Do không trung thực như vậy cho nên là mình sẽ thấy là mình sẽ không có thấy đúng như thật. Cho nên là cái hệ lụy nó là thấy không như thật. Dạ, tức là mình đánh giá nó không trung thực cho nên là mới dẫn đến cái hai cái này khác nhau. Mình thấy cái khác nhau đúng không? Tức là cái này là mình đang nhìn nhận nó và cái này là kết quả rằng là nó không đúng như nó là nữa. Thì đó là cái mở ra cái con đường thứ nhất, cho nên là mình phải đoạn nó. Quay trở lại là mình phải đoạn được cái này ấy, thì cái anh này là cái anh mà cho nên là mới đưa đến cái vô ngã đó. Chỉ có khi nào mà mình thấy sự vật nó là vô ngã ấy, thì mình mới thấy được nó là như thật. Cho nên là mình còn ngã là không bao giờ mình thấy được sự vật như thật. Dù có ngã lớn hay ngã nhỏ thì nó cũng vẫn cứ là ngã. Cho nên là bắt buộc đạt đến mức vô ngã, thấy sự vật mà vô ngã thì nó mới trôi chảy. Còn khi mình thấy sự vật mà có ngã là sự vật nó không có trôi chảy được. Giống như cái câu chuyện mà 8 x 3 bằng 23 mình có nghe rồi đúng không? Khi mà 8 x 3 bằng 24 đấy, thì tức là có ngã đấy. Còn 8 x 3 bằng 23 tức là vô ngã thì thấy là cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Thế nó chỉ thế thôi. Thì khi mà mình thấy được mà mình còn ngã thì mình sẽ nhìn không trung thực, thấy không đúng như thật. Thì rõ ràng là cái thứ nhất là khiến cho mình không thấy rõ. Mà muốn thấy rõ tức là phải làm cho cái ngã này nó lắng đi. Lắng đi, tức là làm cho bằng lặng đó. Muốn thấy như thật thì phải làm cho cái ngã bằng lặng. Mình không triệt tiêu được bởi vì mình còn phải nương nó. Mình triệt tiêu nó là mình không còn cái gì để mình tu nữa. Triệt tiêu nữa là giống như là cái bài tu tập căn ấy, tức là có 6 căn mà mình sợ nó có, mình đem mình bỏ nó đi thì cái đó là không đúng. Cái ngã bằng lặng, nhờ ngã bằng lặng mà mình sẽ là nhờ nó bằng lặng mà thấy như thật, thấy trung thực hay là thấy như thật. Đó là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là duyên khởi. Duyên khởi hay là như lần trước mình thấy là nó mở ra cái con đường thay vì vô ngã. Cái này duyên khởi thì cái này nó thuộc về vô minh. Vô minh tức là không có sáng, không có thấy. Mà mình hành cái thiền gọi là thiền minh sát đó. Minh sát tức là vipassana đó. Như là thiền này là mình gọi là thiền quán. Khi mà mình thấy thiền minh sát đó, hay là thiền quán vipassana, tức là ở đây đấy, cái yêu cầu của mình tức là mình cũng giống như kia thôi. Cái này là đoạn ái dục thì cái này là bắt buộc mình phải đoạn vô minh. Đoạn vô minh tức là mình tức là đối ngược với vô minh, tức là mình sẽ có cái minh. Minh tức là mình sẽ thấy rõ. Thấy rõ nhờ trí. Vipassana là quán, quán tức là nó thuộc dạng của trí thôi. Nên là cái này là nhờ có trí rồi mình sẽ cái này là bên này thấy ngã bằng đặng, rồi cái này nhờ có trí mà mình phân biệt. Mà nhờ phân biệt đấy thì mình sẽ thấy rõ. Một bên đấy là chúng ta thấy là sẽ đưa đến là thấy như thật. Một bên là có trí tuệ cho nên thấy rõ. Và tất nhiên chúng ta thấy là hướng về ngã, tức là mình tu tâm thì ở đây nó thiên về định nhiều hơn. Định tức là tu tâm. Còn cái này là thiền quán, tức là cái này là tuệ. Yeah. Trí tức là tuệ mà. Như vậy thì ở đây mình dịch cái chữ quán là cái chữ vipassana. Như vậy là chỗ này mình có quán không? Cái nào cũng có quán hết chứ. Không quán, không quán làm sao mình thấy được không quán làm sao mình thấy được ái dục là gốc của khổ đau, làm sao mình thấy được là cái này là vô ngã. Tức là mình không quán ấy, mình sẽ không thấy được rằng là mình đang không nhìn trung thực, mà mình không thấy như thật. Mình ngồi mình tu thiền chỉ, tức là mình cũng phải lắng tâm, mình cũng phải soi chiếu vào tâm mình, cũng phải quán thì nó mới ra, chứ không phải mình ngồi xuống cứ ngồi im ấy. Cho nên là trên bên này thừa mới có cái câu chuyện, tức là ngồi ông ngồi thiền định ấy, xong rồi lấy tượng Phật xuống trẻ ra đun ấy. Để chúng ta thấy là ngồi không ấy, nó không có giải thoát. Tức là đang nói về cái định này. Ngồi không không có giải thoát, nhưng mà ngồi trên thực tế mình hiểu nó hơi thiếu một chút. Trong cái này ấy, là nó có tuệ hết á. Mình đã nói là trong ba nó không thể thiếu mà, tức là tu định nhưng mà vẫn có quán. Anh này cái anh này ấy, mình gọi là tu trí tuệ, tức là tu, đây là tu ví dụ như quán các pháp á. Ở đây tức là mình quán tâm, còn cái này là mình quán pháp. Nó rõ ràng như là mình thấy là quán năm thủ uẩn này, rồi quán ngũ triền cái vân vân, thì chúng ta thấy là quán vào pháp. Còn cái này mình quán vào cái tâm của mình, cho nên hai anh đều có quán hết. Chính vì cái lý do đó cho nên là mình cứ nghĩ rằng là cái anh ấy cao hơn anh này, nhưng mà trên thực tế là hai anh nó có cái thiên chức giống nhau. Mình phân tích, mình hồi mình thấy rất rõ này, tức là do mình có ngã cho nên mình nhìn không trung thực và thấy không như thật. Khi mà mình vẳng lặng, tức là định này, mình vẳng lặng cái ngã xuống thì mình sẽ thấy như thật. Tức là cái này nhờ lắng xuống mà mình thấy nó như thật. Còn cái này ấy, là nhờ mình có trí, mình phân biệt, mình phân tích ra thì mình cũng thấy rõ. Giống như là cái câu chuyện, cái ví dụ kinh điển của mình, tức là một cái ly nước đục ở đây ấy, tức là mình để cho nó lắng xuống thì mình nhìn thấy rất rõ ràng ở trong. Còn cái này ấy,
là cũng giống như vậy, cũng cái ly nước đục như vậy. Mình phân tích ra mình nói là nó không có nhìn thấy, mình không nhìn thấy được xuyên thấu nó là bởi vì nó đang rất là vận đục. Mình phân tích đó, tức là nó cũng là cái ly nước vậy thôi, nhìn hai cách khác nhau. Mình phân tích là do ấy là nó rung động về, cho nên là các cái phân tử nước rồi những cái bụi bặm nó trộn lẫn nhau, cho nên mình không có nhìn thấy. Cho nên mình phân tích, mình mới nói rằng là như vậy là mình sẽ không đụng vào nó nữa, để yên cho nó ở đây thì nó sẽ phải xuống thì mình sẽ thấy rõ. Tức là mình phân tích ra. Thế còn nếu mà người mà không biết phân tích là mình không hiểu rằng là tại sao mà cái này mà nó cứ không có nhìn rõ được, mà trong khi đó mình cứ lắc này, tức là mình không có trí. Cho nên là hai cái thiền thức giống nhau, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là anh này mới là quán thì không đúng. Anh nào cũng phải quán, trong đạo Phật là không có cái anh nào mà không quán hết đấy. Không quán là không có làm được cái gì hết. Chỉ tức là làm lắng này, nhờ có vẳng lặng mà thấy này. Chỉ tức là vẳng lặng, nhờ vẳng lặng mà mình thấy như thật. Hai anh cuối cùng chúng ta thấy là ở mức độ bằng nhau này. Một anh thấy rõ mà anh thấy như thật, giống nhau thôi. Tức là đi hai hướng khác nhau thôi. Tức là chỉ tức là gì? Tức là làm cho nó vẳng lặng xuống để mà thấy đúng sự vật. Còn cái này là nhờ có trí tuệ mình phân tích ra, mình thấy rõ được sự vật. Hai anh đều thấy như thật, đều thấy rõ, nhưng mà đến đây chưa có đủ. Thấy như thật mà thấy rõ thì nó cũng chỉ thế thôi. Cho nên là mình cứ nói là tuệ giác nó đưa đến giải thoát, nhưng mà cái này nó cũng đưa đến giải thoát. Nhưng hai anh đến đây là đều chưa giải thoát hết đấy. Chức năng đến đây rồi đều chưa có giải thoát giống nhau hết. Do đó tức là mình mới thấy là giới, định, tuệ. Nếu như mà cho rằng là tuệ mà giải thoát đó thì như vậy là mình tu giới tu định là giải thoát rồi. Tức là giới định tuệ bằng giải thoát. Nhưng mà trên thực tế giải thoát nó không phải là giới định tuệ. Dạ. Mình hiểu chỗ này không? Cẩn thận có mình hiểu sai á. Tức là giới định tuệ là cái gì? Như vậy nó là cái gì? Thì đúng rồi, cho nên mình gọi giới định tuệ nó là cái gì? Tam vô lậu học. Học tức là còn học đâu có giải thoát. Cho nên rất là mình giới định tuệ ở đây tức là gì? Tức là ý muốn nói rằng là mình đi hết cái con đường giới định tuệ thì giải thoát nó hiện bày. Cho nên giải thoát nó không phải là giới định tuệ. Nó chỉ là cái phương tiện để mình học tập thôi. Cho nên rõ ràng là tuệ nó không phải là giải thoát. Tuệ nó cũng giống như anh này thôi. Cho nên mình trong ba anh, Đức Phật nói rằng là ba anh này ấy là mình phải đi hết cái con đường này mới tới giải thoát, mà mình lấy mặt anh này ra mình làm giải thoát. Mình đánh đồng anh này mới giải thoát là mình sai rồi. Cho nên là mình cứ nghĩ rằng là anh này giải thoát là không có đúng. Nói như vậy là mình thấy rõ lúc đầu mình phân tích cái tâm đạo là mở ra hai con đường, rồi mình quay trở lại mình phân tích tổng hợp lại hai cái con đường đó là cuối cùng là mình phải đoạn trừ hai anh này để thấy được duyên khởi, thấy được vô ngã. Là như vậy là mình cũng là những cái việc mà mình sẽ cần phải làm. Và như vậy, chỗ này được chưa? Như vậy là mình thấy được hai con đường, mở ra hai cửa giải thoát rồi. Và mình đã có chín tuệ rồi. Chín tuệ rồi, rồi mình có cái gì nữa? Cái này là một này. Duyên khởi vô ngã này là một này. Chín tuệ là hai này. Rồi cái thứ ba nữa là mình thấy được cái tiến trình tâm 7 sát na rồi, 6 hoặc 7. Tức là đồng nghĩa với cái này ấy, tức là mình đã thấy được cái quá trình tu tập, tức là cái quá trình hành thiền để mà đạt được tâm đạo như nào rồi. Là những cái này là mình xong rồi đúng không? Đó, như vậy là bây giờ mình chỉ còn hái quả thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi sang một cái mục khác nữa là bốn bậc thánh nhân. Không biết mục thứ mấy đấy. Nè, đó là tất cả những cái
mình đã làm và bây giờ cái phần còn lại ấy là mình chỉ còn việc chờ đến lúc mà như trong 7 cái sát na tâm đó, tức là chuẩn bị cân định thuận thứ chuyển tánh. Bây giờ là mình đã sẵn sàng mình chuyển tánh để mà rơi vào bốn bậc thánh nhân của tâm đạo. Ở trang số dạ đúng rồi, tiếp theo đấy, 57, cuối trang 57. Đó, tức là phần trên, tức là chín tuệ mình có rồi, rồi tiến trình tâm Javana 6-7 mình đã học xong rồi này. Là bây giờ là đưa mình vào chứng ngộ Niết Bàn này. Khi chứng ngộ Niết Bàn lần đầu tiên, chúng ta thấy là rõ ràng sơ quả là đã được gọi là chứng Niết Bàn rồi. Chứ mình cứ nghĩ là Niết Bàn là phải đắc đến cái gì? A-la-hán không phải, A-la-hán là đắc được Niết Bàn lần thứ tư. Cho nên lần trước mình có đưa ra cái Niết Bàn dư vi mới lại Niết Bàn vô dư vi đấy, mình còn nhớ không? Cái này có nói rồi mà đúng không? Ai là vô dư vi, ai là không vô dư vi? A-la-hán. Còn bậc Niết Bàn dư vi là ai? Nói chung là từ 1 đến 3. Dư y tức là gì? Mình nhờ giờ. Đúng rồi. Tức là những cái vị mà dư y tức là ý muốn nói là còn. Y đây tức là gì? Y muốn chỉ nói là những cái mà nó nương vào đó. Dạ. Y báo. Không phải y báo. À đúng rồi. Đại khái là nó là những cái sở y. Sở y hay nó còn gọi là ngũ dục lạc thôi. Tức là mình còn nương vào những cái đó để mình tham đắm vào nó, tức là mình còn nương tựa vào nó. Tức là nó, nương tựa ở đây nó còn có nghĩa là bị trói buộc vào nó. Dư y, y đây tức là mình thấy rất rõ ràng, tức là trói buộc. Như vậy là bậc thánh thứ nhất đến thánh thứ ba còn bị trói buộc. Bậc thánh, tức là mình nói là nếu mà mình nói 4 á, còn 8 thì là như nào? 8 tức là A-la-hán đạo. Đây là A-la-hán quả, nếu mà tính theo, đây là 4, đây tính theo 8. Dạ. Đó là Niết Bàn lần thứ 1, thứ 2, thứ 3 đến thứ 8. Cho nên mình thấy là Niết Bàn ở đây ấy, nó không... Mình cái quan niệm này là Niết Bàn vô dư y, tức là mình phải như Đức Phật ấy, Ngài đắc Niết Bàn xong rồi Ngài phải hết cái thân xác này mới đắc được vô dư y. Không phải. Dư y ở đây nó không phải là cái thân này. Cái thân này nó, khi mà đắc bậc thánh thì cái thân này nó không còn là cái vấn đề nữa. Thì tất nhiên rằng là nó cũng có cái ý đó. Tức là hoàn toàn tịch diệt với nó thì cũng có, nó cũng có cái ý đó. Nhưng mà cái chính yếu, cái vấn đề của nó là cái vấn đề giải quyết sinh tử và giải quyết những cái kiết sử trói buộc này, thì cái này được gọi là dư y, và đoạn trừ hết nó được gọi là vô dư y, tức là không còn sót lại một chút nào nữa để mà mình phải làm. Cho nên mới miêu tả bậc A-la-hán là gì, tức là những cái bậc mà đã đặt gánh nặng xuống, không còn việc gì phải làm. Này được chưa? Mình vào lại bốn bậc thánh. Trang số 57 đó. Khi chứng ngộ Niết Bàn lần đầu tiên, hành giả được gọi là Sotapanna, nhập lưu hay Tu Đà Hoàn, người lần đầu tiên bước vào dòng suối chảy đến Niết Bàn. Tức là dòng Niết Bàn ấy, nó có một dòng như này là chúng ta mới bắt đầu đi vào. Tức là Niết Bàn là một cái dòng chảy dài cái cỡ đó, là mình vào cái bước đầu tiên. Lúc này thì vị ấy không còn là phàm nhân mà đã thành thánh nhân. Ngài đã cởi bỏ ba thằng thức dây trói buộc cột chúng sinh vào vòng luân hồi là thân kiến, ảo kiến về tự ngã, tức là thấy sai lầm ấy.
hoài nghi giới cấm thủ, tin tưởng vào những nghi thức và tế lễ lầm lạc, vì còn chưa tận diệt được tất cả những thằng thức trói mình vào những kiếp sinh tồn, vì nhập lưu còn phải tái sanh trở lại tối đa 7 lần trong kiếp kế liền sau khi đắc quả. Ngài có thể còn nhớ, cũng có thể không hay biết gì rằng mình đã nhập lưu. Tuy nhiên, dầu biết hay không, Ngài vẫn giữ những đặc tính của một vị nhập lưu. Đọc đến đây mình mới thấy rằng là mình ráng mình tu làm sao để mình biết trước giờ mình nhập Niết Bàn, biết trước giờ chết. Cái đó mình đâu cần thiết làm gì đâu. Bậc Thánh người ta cũng chả cần, mình cần cái đấy làm gì. Mình biết trước giờ chết hay không giờ chết mà mình sinh tử luân hồi, vẫn sinh tử luân hồi thì chứ biết để làm gì. Cho nên là biết thì nó là tốt chứ không phải không tốt. Nhưng mà mình đừng đánh đồng, đừng đánh đồng với cái việc là mình biết cái ngày giờ sinh là giải thoát, không có đúng. Bản thân mình biết chứ, ví dụ như là cái cơ địa của mình thế nào, cái người của mình thế nào, mình cảm giác được, mình cũng có thể mình biết được là mình sắp đến lúc mà ra đi. cái đấy có thể biết được chứ không, làm gì không biết được. Khi mà cái sức mình nó tàn là mình thấy rõ. Niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp và giáo hội tăng già luôn luôn tiềm tàng bên trong Ngài, không bao giờ còn vi phạm một giới nào trong ngũ giới. Ngài không bao giờ còn tái sinh vào khổ cảnh vì đã vững bước vào con đường giác ngộ. Thì đó là bậc thánh thứ nhất. Như vậy chúng ta thấy là qua cái đoạn vừa rồi chúng ta thấy cái con đường đi và bậc thánh ở đây chúng ta thấy là nó không phải mơ hồ mà Đức Phật đã chỉ ra rất là rõ ràng làm cái gì được quả nào và quả nào thì phải làm những cái gì. Rất rõ ràng ở đó chứ không giống như một số đạo khác. Ví dụ như chúng ta thấy những lần trước mình học nhất là cái ví dụ rất nổi tiếng là Ni Kiền Tử, chúng ta thấy đó. Ni Kiền Tử họ hành cái pháp gọi là thân phạt, khẩu phạt, ý phạt ấy, tức là họ cho rằng là mình sinh ra tức là do là đời trước mình còn tạo nghiệp ác cho nên là bây giờ phải hành hạ cái thân thể mình để cho nó bớt cái nghiệp quá khứ đi. Thì Đức Phật mới nói rằng là như vậy là ông thấy rằng là còn phải hành hạ cái thân này bao lâu nữa thì nó mới hết nghiệp. Họ không có biết bởi vì họ đâu thấy được quá khứ còn bao nhiêu nghiệp ở đâu và vân vân còn nhiều câu hỏi nữa. Thì khi mà hỏi như vậy một số các đệ tử thấy bí lối, đệ tử của Ni Kiền Tử bí lối mới nói rằng là thì thực sự không biết đấy, nhưng mà Ni Kiền Tử là cái người giải thoát nên là cãi chày đó, tôi tin là người giải thoát cho nên là tôi cũng giải thoát. Thì Đức Phật phân tích ra những cái điều đó để thấy rằng là họ gọi là overclaim, tức là tự cho mình giải thoát mà trên thực tự không biết là giải thoát là cái gì và mức độ nào là giải thoát và phải làm những cái gì để giải thoát. Còn ở đây chúng ta rất hạnh phúc là Đức Phật đã chỉ cho chúng ta rất rõ ràng. Và như vậy bốn bậc thánh tức là ở đây mình thấy rất rõ, thánh tức là muốn chỉ cho sự giải thoát, giác ngộ, Niết Bàn. Và cái mà mình giác ngộ Niết Bàn ấy là cái đương nhiên rồi, và cái mà mình đang cần làm ở đây là phải giải thoát. Mình sẽ phân tích, mình đi từ 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 cái đó. Và khi mà nói đến tức là định nghĩa sự giác ngộ đó, nên là ở đây mình nói là định nghĩa giác ngộ là gì. Giác ngộ tức là gì? Giác ngộ tức là giải thoát. Mình sẽ tìm ra từng cái con đường đi cụ thể. Sự giác ngộ tức là gì? Tức là giải thoát. Và phải rõ ràng rằng là mình phải có trói buộc thì mình mới cần giải thoát. Có trói buộc thì mình mới cần giải thoát. Mình không có trói buộc thì mình giải thoát để làm gì? Giống như là mình bị người ta trói lại thì mình mới cần phải cởi bỏ ra. Chứ còn bình thường mình không có bị trói thì mình mắc gì mình cởi, cởi cái gì ở đây? Cho nên mình thấy rất rõ ràng là đây là cái con đường mà Đức Phật đi tìm giải thoát giác ngộ. Ngài thấy được rằng là cuộc đời này nó đang trói buộc, đang rất là tù túng. Cho nên là, và cái này không hẳn thì Đức Phật, một số các vị thánh thời bấy giờ cũng thấy cái điều đó. Như có một cái vị
Tỳ kheo không biết là tên là gì thầy quên rồi. Thì sống ở trong gia đình thấy tù túng khó chịu quá, ngài thấy được cái gì đó cần phải giác ngộ, ngài chán quá ngài mới bỏ nhà đi, mặc dù nhà rất là giàu có sang trọng nhưng mà ngài thấy rằng nó không phải là cái mà chắc thật, cho nên ngài lang thang, ngài đi, ngài cứ lẩm bẩm cuộc đời này chặt quá, không ai chứa được ta, chặt quá. Thì Đức Phật mới nói rằng là khi đi ngang qua gặp Đức Phật thì Đức Phật nói này vào đây, ở chỗ này không có chặt, chỗ này chứa được ngài. Tức là gọi được tên ngài ấy, tức là Đức Phật không có quen biết gì mà tự nhiên gọi tên ngài, ngài giật mình thì thấy là như vậy là cái này là có cái gì khác rồi đó. Thì là vào thì quả nhiên là ngài tu thì ngài thấy là bước tới phương trời cao rộng, tức là không có bị trói buộc nữa, không có bị chặt hẹp nữa. Thì đây để nói như vậy để chúng ta thấy là Đức Phật cũng đi tìm cũng giống như vậy, tức là ngài muốn giải thoát giác ngộ, tức là ngài muốn giác ngộ thì tức là giác ngộ tức là giải thoát, định nghĩa giác ngộ là giải thoát. Và sở dĩ mình cần giải thoát là bởi vì mình có trói buộc, tức là mình đang bị trói buộc mình mới cần giải thoát. Và cái tên khác của trói buộc tức là gì? Tức là kiết sử. Dần dần mình lần ra kiết sử tức là gì? Tức là trói buộc thôi. Và nó có nhiều kiết sử khác nhau, và như vậy là Đức Phật tổng hợp lại là có 10 kiết sử. Khi mà đoạn hết được 10 cái kiết sử này thì mình sẽ hoàn toàn giải thoát. Và cái đó là khi mà đoạn có mưa tất cả 10 kiết sử mà mình đoạn hết 10 kiết sử tức là không còn việc phải làm nữa. Còn mình đoạn ít một ấy thì là có phần, tức là có phải làm, còn việc phải làm nhưng mà cũng là bậc thánh rồi, cho nên là như vậy là mình vào như vậy là giải thoát tức là gì? Giải thoát tức là mình có trói buộc với giải thoát, và trói buộc đó chính là kiết sử, và Đức Phật liệt kê ra tóm lại là nó có 10 kiết sử là cái mà mình phải nhắm tới, không phải là chơi mà nhắm tới là để mà loại trừ hay là đoạn trừ. Thì tức là khi mà đoạn trừ hết, tức là giống như là mình cởi trói hết cho mình rồi thì là không còn trói buộc, mà không còn trói buộc tức là giải thoát. Như vậy thì sẽ có 4 giải thoát. Có 4 giải thoát đây là 4 bậc thánh nhân, tức là mình đi vào giải thoát 1, tức là bậc tu đạo hoàng. Con đường nó rất là rõ ràng chứ không có cái gì mù mờ hết. Bậc thánh thứ nhất tức là tu đạo hoàng. Như vừa nãy mình đã đọc, ở đây mình sẽ từ từ mình đi 4 bậc thánh nhân này để mình thấy rất rõ ràng rằng là mình con đường mình đi rất là cụ thể, và từng hạng người một nó khác nhau như thế nào, phàm nó khác như thế nào, thánh khác nhau như thế nào. Bậc thánh thứ nhất như vừa nãy mình đã nói, tức là như vậy là các ngài sẽ phải đoạn được giới cái gì? Thân kiến. Nghi, giới cấm thủ, tham, sân. Như vậy cái này là gọi là 5 hạ phần kiết sử. Mình còn nhớ tại sao mà gọi là 5 hạ phần kiết sử không? Sao không gọi cái này 5 thượng phần mà gọi cái này 5 hạ phần? Cái này dễ trừ hơn á. Cái này ấy, nó thô hơn, mình dễ nhìn ra hơn. Trên thực tế thì thô là đúng rồi. Thứ nhất gọi nó là hạ phần là bởi vì thứ nhất là nó thô rồi, nhưng mà nó lại là khó đoạn trừ chứ không phải khó đoạn trừ hơn. Cái kia ấy nó không phải là khó đoạn trừ mà do mình không thấy, nó tế quá mình không thấy nó thôi chứ không phải nó khó đoạn trừ. Còn cái này là nó thực sự là khó. Và nó còn gọi là hạ phần kiết sử là bởi vì nó làm cho mình đọa, cho nên mới gọi là hạ chứ không phải hướng thượng, hướng hạ chứ không hướng thượng. Còn 5 cái thượng phần kiết sử là
sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Những cái đó là mình vẫn còn hướng thượng chứ không phải hướng hạ. Mình đoạn trừ nó thì mình lên cao nữa, không đoạn trừ nó thì so với những cái này là mình vẫn là bậc trên. Như vậy bậc tu đạo hoàn thì cái này xong, cái này xong, cái này xong, cái này chưa, cái này chưa. Tức là đây như cái đoạn vừa đọc ấy, tức là bậc này là đã thoáng thấy Niết Bàn từ xa rồi. Thế là ý muốn nói là Niết Bàn là một cái dòng chảy dài như này, đây là cái cuối cùng là bậc tứ quả đấy chẳng hạn. Tam, nhị, tam, nhị, sơ. Tức là đứng đây là dòm thấy rồi, dòm thấy Niết Bàn rồi, nhưng mà mình mới gọi là đặt chân mà thôi. Thì như vậy chúng ta thấy là nếu mà như vậy thì tức là hai ba cái này ấy là coi như là được rồi. Như vậy thì còn cái tham cái sân này ấy, như vậy là nó khác gì với mình? Nhẹ hơn, mỏng hơn, là như vậy bậc thánh thứ hai rồi. Bậc thánh thứ hai là làm mồi lược tham và sân. Tức là thánh thứ hai ấy là thánh thứ hai mới làm nhẹ, tức là làm mồi lược. Để mình phân tích ra để mình thấy không có, để lát nữa mình cũng nói là tôi cũng giống bậc thánh. Bởi vì bậc thánh còn tham còn sân, tôi cũng có tham có sân thôi chứ đâu khác gì đâu. Cúp điện à? Giờ lâm lên đây hay sao? Power on. Thân kiến nghi dưới cấm thủ là mình thấy nó không có rõ ràng lắm, nhưng mà mình thấy rõ rằng là như vậy là bậc thánh thứ ba là tham mới sân vẫn còn. Mình cũng nói là như vậy tôi cũng còn tham sân thì tôi cũng là bậc thánh nhá. Ví dụ như là ít nhất là mình tu đến cái cỡ này rồi, mình lên tới cao đẳng rồi là mình thấy cũng ngon lành rồi chứ. Mình cũng thấy là mình cũng thân kiến, mình cũng thấy là mình cũng thấy được chút chút chứ. Rồi nghi mình cũng đâu có nghi ngờ lắm đâu, mình tin tưởng Đức Phật lắm nhé. Rồi giới cấm thủ mình đâu có tin vào cái chuyện mà khổ hạnh ép xác hay gì đâu, mình thấy rõ Đức Phật nói là cái đó không có lợi ích gì, mình cũng thấy rồi. Tham sân như vậy là ba cái đấy mình cũng có rồi, không lẽ như vậy là mình cũng bậc thánh hay sao? Thì có rõ ràng chứ. Cái đó là cái không không riêng thì mình ngày xưa đã có rồi. Ngày xưa nhờ con học Phật pháp cho nên con mỗi lần con lên mạng con nghe các thầy nào giảng, vừa giảng người ta là con nghe con hiểu này. Thì con đã học rồi, con hiểu. Thì đó, cho nên là thời ngày xưa cũng vậy, có một số tỳ kheo thầy con nói rồi đấy, tức là một số tỳ kheo tu hành rất là tinh tấn, giống như là mình cảm giác giống như chứng bậc thánh á. Cho nên là mới đến muốn sau khi mà an cư xong mới đến đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật với cái tha tâm thông biết được là những người này muốn đến để Đức Phật ấn chứng xem có đúng là bậc thánh không. Thì Đức Phật nói thôi không tiếp, kêu đi ra ngoài nghĩa địa đi rồi quay lại đây. Khi mà ra nghĩa địa cái thấy mà cái thây xác của cái cô gái mới mất còn rất là đẹp á, thì bắt đầu dục vọng nổi lên. Thì các vị lập tức biết liền là chưa đắc thánh. Chúng ta thấy là cái đấy dễ lắm, cho nên là có những người là nghĩ rằng là mình bậc thánh, giống lắm, dễ. Bởi vì mình thấy là mình tu tập hay là mình ngồi thiền ấy, mình
cảm giác mình giống như là mình bậc thánh thật. Có những lúc mình giống như bậc thánh thật, nhưng mà tại sao cuối cùng mà mình thấy mình vẫn phàm phu? Cho nên là ở đây mình sẽ thấy được là mình phân tích ra để mình thấy thôi. Thánh một là thân kiến nghi giới cấm thủ tham sân. Thánh hai tức là anh một hai ba bốn năm, một hai ba bốn năm, anh này là chưa xong. Mình cứ muốn đi tắt giai đoạn đấy mà làm cực khổ quá, đâu có muốn. Như vậy là anh này là chưa xong, anh này là làm nhẹ, như vậy là còn phàm phu. 1, 2, 3, 4, 5. Tất nhiên là cái 1, 2, 3 này là mình khó thấy, là bây giờ mình nó chỉ có khác biệt là ở giữa cái này rõ ràng là mình biết là mình chưa đoạn rồi đấy, tức là mình còn phàm phu, mình thấy mình biết mình đang là phàm phu mà, cho nên là biết là chưa đoạn rồi. Thì nó khác, cái này là khác với bậc thánh rồi. Nó khác ở chỗ là cái này đã đoạn được, nhưng mà còn hai cái này là cũng chưa đoạn, cái này cũng chưa đoạn. Mà nhiều khi là mình mơ hồ, cái này mình chưa đoạn nhưng mà mình mơ hồ, mình tưởng đoạn chẳng hạn. Mơ hồ tưởng đoạn. Và như vậy là khi mà mình mơ hồ như vậy thì mình ngỡ rằng là mình thánh một. Nhưng mà mình thấy rằng là cuối cùng mình tỉnh mộng ra thì mình thấy mình vẫn phàm phu. Như vậy làm sao mình phân biệt được là tại sao là bậc thánh, tại sao là phàm phu? Thì nó nằm ở cái chỗ này, để mình phân biệt được. Bởi vì hai anh đều còn mà. Hai anh đều còn nhưng mà mức độ khác nhau. Như vậy là anh này còn có giống như anh này không? Ba anh này khác nhau là ba anh này cũng đều có 4 năm hết á. Nhưng mà khác đây và khác đây. Đúng rồi, mức độ khác nhau. Khác nhau ba anh này là mức khác nhau ở cái mức độ thứ nhất này thôi. Tất nhiên là anh thứ tư cũng còn, thánh thứ tư cũng còn ở mức độ này nữa. Thánh ba chứ, xin lỗi. Thánh số ba là cũng còn 1, 2, 3, 4, 5, vẫn phải đếm 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Nó sẽ khác nhau. Vừa nãy mình đọc rồi đấy. Mình đọc là mình đọc xong không biết nó đi đâu rồi. À, cái dòng cuối cùng đó, đoạn cuối cùng đó, niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp, giáo hội Tăng Già luôn tiềm tàng bên trong Ngài, không bao giờ còn vi phạm một giới nào trong ngũ giới. Ngài không bao giờ còn tái sinh vào khổ cảnh vì đã vững vàng trên con đường giác ngộ. Và khác nhau ở chỗ đó đó. Tức là ở đây ấy, mình ví dụ như là ở đây ấy, tức là cái vị này ấy, mình phải thấy rằng là tham và sân ấy, là mặc dù không cái, chưa đến mức độ làm nhẹ, nhưng mà ở đây nói là cái tướng thô không còn nữa. Dạ. Tướng thô không còn. Còn ở đây mình có không? Có. À, còn. Còn đủ. Này đủ chưa? Phân biệt này đủ chưa? Thiếu to. Không, trên thực tế là thiếu rất là to, bởi vì mình thấy một số các hòa thượng lớn tu tập một thời gian, không nói thì các hòa thượng, ngay bản thân mình cũng vậy thôi. Mình tu một thời gian mình cũng thấy cái tướng thô mình đâu còn đâu.
bản thân mình có chứ, tất cả mọi người cũng có, tức là tướng phàm phu đúng không? À, đúng rồi, tức là tướng thô ấy cũng giảm nhiều chứ, cũng có giảm chứ. Mình tu mà không giảm như vậy thì đâu khác gì ngay như bây giờ cũng vậy thôi. Mình thấy rằng là trước khi mà mình chưa đi chùa chẳng hạn, là mình rất dễ dàng là mình đánh mắng chửi con chửi cái, xong rồi bây giờ mình đi quy xong, thọ giới xong ấy, về mình cũng khác chứ, mình cũng khác chút là mình cũng bớt đi chứ, cái tướng thô đấy hết mà. Đó. Như vậy là hai cái tướng thô này nó khác nhau, khác làm sao mà mình thấy đây rất rõ, tức là trên thực tế nó khác. Để cái này có kể rồi, mình để nói cái này ra là mình xem mình có phân biệt hay không. Tức là chúng ta thấy là ngài Cấp Cô Độc là người đắc được thánh thứ nhất đúng không? Ngài Cấp Cô Độc khi mà đắc được thánh thứ nhất, khi mà cái bà tiên, cái câu chuyện thì chúng ta nghe rồi đúng không? Cái bà tiên là tròi của ông á, khi mà xúc phạm đến Đức Phật ấy, là chúng ta thấy là ông cũng đùng đùng nổi giận, chứ ông nói là bà không có được xúc phạm, thế rồi bà mà xúc phạm nữa bà không được ở đây, đi chỗ khác. Tức là tướng cũng thô đấy chứ. À, như vậy tại sao nói là không còn? Cái này thì rõ ràng như vừa nãy là mình nói là còn đủ là đúng rồi. Còn đủ nhưng mà nó có giảm. Còn đây là tướng thô không còn, nhưng mà đây mình thấy thô cũng có nữa. Nhưng ngày Cốc Cổ Độc là vậy, là nó khác nhau là sao? Đi về chánh đạo là như nào? Không có, cái này là mình đang nói tham sân ấy, là mình nói chung hết đó. Mình khác nhau làm sao để mình thấy được cái không có thì mình thấy là mình còn ngon hơn ngày Cốc Cô Độc rồi. Nhiều lúc mình thấy nhá, ví dụ như ngày Cốc Cô Độc la lói om sòm, mình đâu có la đâu. Nhiều lúc gần như mình không la. Hả? Ờ, vậy mà thánh thì mà thô vậy mà la, mình đâu đến mức vậy đâu. Có nhiều người chúng ta thấy là cuộc đời cứ trầm trầm, có bao giờ thấy họ giận bực gì đâu. Như vậy không lẽ là họ là còn cao hơn Cấp Cô Độc? Phàm phu thì có, còn đủ, còn trong tiềm bản nữa, phàm kia thì có nhưng không có còn trong cái... Có chức, họ có cái trí trong đó. Không có cái dịch, không còn tiềm trong đó nữa, không có tùy miên. Không còn tùy miên như vậy là đã hết rồi. Không còn tùy miên tức là hết, thì là bậc thánh thứ hai. Bậc này là còn mà. Đồng chí là như nào? Giận mà có chí tức là chí đây chí rẩm. Bởi vì nó là kiết sử mà. gần ra rồi đấy. Giận thì giận mà thương thì thương. Từ sao? Từng người một thôi. Tức là đạo nộ. Cái gì ạ? Ý cô nói phải... là đạo nộ. Tức là đạo nộ để... Sân là sân nó chứ thô tức là nộ rồi. Thì nó là một tướng thôi. Thì sao? Cái này mình nghe hoài rồi. Bây giờ mình nói lại mà mình sao không thấy ra được. Thì sao? Gần đúng. Gần đúng. Trong lòng mình giận, không phải trong lòng mình giận mà mình tỏ ra bên ngoài cái hành động như vậy. Mình dùng cái trí mình thấy được cái người đó sắp sửa làm ác, thì mình chống phương tiện mình ngăn cái bất thiện pháp. Không. Cái gần đúng thôi, nhưng mà phương tiện là không đúng, bởi vì còn thiệt chứ không phải không còn. Cái này chưa đoạn mà, cho nên là còn thiệt chứ không phải không còn. Những người cha dạy người con khi nó làm bể đồ, một người chỉ dạy vì tiếc cái đầu đó. Người thì dạy vì răng đen cho nó cái tính cẩn thận, nhưng mà có thể là vì gần ra, nhưng mà cái đó không đúng. Nó gần đúng thôi, tức là mình nói đây là gom lại là gần gần được cái đấy, tức là
Những cái tướng mà của phàm phu đây ấy, là thô thiển là đương nhiên có rồi. Rồi tất nhiên là cũng có một số người là phàm phu mà cũng đã giảm bớt, cũng đã nhẹ nhàng rồi. Mà thậm chí có những người không thể hiện luôn, không có luôn. Không có, không thể hiện ra. Nhưng mà tất nhiên là tùy miên là còn, thì đương nhiên. Tùy miên là còn. Này, thì bên đây Bậc Thánh đây cũng tức là chúng ta thấy là cái thô này cũng có. Tức là nó cũng giống như vậy, tức là cũng còn những cái như kia. Cũng còn chứ không phải không còn, nhưng mà chúng ta thấy là cái mức độ ở đây tức là mình phải phân tích là tức là không có ác tâm. Tức là có ba thứ gọi là mình trong trong đây mình có ba thứ đấy, tức là không có hại mình. Tức là trong tâm ý là không có hại mình, không hại người. Và không hại cả hai. Còn cái việc mà tức là không phải thể hiện, tức là vì có cái nóng giận thiệt. Nóng giận là nóng giận thiệt chứ không phải không nóng giận thiệt, nhưng mà không có ý hại cái bà tiên đó. Không phải, cũng không muốn hại mình, cũng không muốn hại bà tiên đó. Còn mình ở đây tức là cái sân với lại cái tham của mình ấy, là trên thực tế là mình có những cái ngấm ngầm về cái ngã của mình. Thì có ngã nhưng mà mình phải thấy ra được ngã như thế nào. Chứ không phải, tức là cái ngã đó là một cái để mình phân tích ra thôi. Nhưng mà mình phải thấy rằng là mình đang nói để nói cái tướng thô của nó, chứ không phải nói cái ngã. Nếu mà mình nói ngã không thì nó không ra cái tướng thô. Dạ vâng, tạm thời mình ngưng cái đó lên. Tạm thời như vậy là mình hiểu ra vấn đề đúng không? Dạ. Để mình thấy để sau này mình đỡ mình claim mình là bậc thánh thứ nhất. Rồi mình ngồi hướng rồi.